Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Phê Phim, tớ là Giang. Trong video lần này, chúng ta hãy cùng nhau giải thích và phân tích một trong những bộ phim mà tớ đã được rất nhiều bạn yêu cầu, đó là The Cabin in the Woods. Những ý nghĩa thật sự mà bộ phim muốn nói tới là gì? Liệu còn điều gì ẩn giấu sau tất cả những gì mà chúng ta đã được xem không? Hãy cùng chúng tớ tìm hiểu ngay thôi nào. Đây là cảnh báo spoilers cho tất cả những bạn chưa xem phim nhé. Phim gây được ấn tượng ngay với khán giả từ việc giới thiệu một thế lực thù địch cực kỳ mới mẻ mang tên là The Ancient Ones. Đây là những vị thần cổ xưa khổng lồ tồn tại từ thuở sơ khai của trái đất, và tuy có sức mạnh khủng khiếp khiến họ có thể đem đến sự diệt chủng của loài người bất cứ lúc nào họ muốn, thì họ vẫn lựa chọn nằm im dưới lòng đất bấy lâu nay và cho phép loài người sinh sống trong yên bình, chừng nào mỗi một năm những kẻ phàm trần đáp ứng được những thú vui tàn độc và bệnh hoạn của họ. Nếu ngày xưa đó chỉ là những nghi lễ hiến tế đơn giản như là thả một cô gái xuống miệng núi lửa, thì sau này cùng với sự phát triển của nền văn minh nhân loại qua các thời đại thì các vị thần cũng dần trở nên khó tính hơn, khiến những nghi lễ này cũng buộc phải tiến hóa để đáp ứng được nhu cầu liên tục thay đổi của họ. Nghe rất giống với những khán giả xem phim đúng không các bạn? Một bộ phim dù hay đến mấy thì liệu bạn có chấp nhận xem đi xem lại những bản remake của nó hoặc là những phim nhái theo ý tưởng tương tự? Điều này dẫn tới sự ra đời của The Organization, hay chúng ta sẽ gọi là tổ chức, là một tập đoàn với nhiều nhánh ở khắp thế giới với nhiệm vụ đảm bảo cho những nghi lễ hiến tế này diễn ra suôn sẻ. Trên phim, chúng ta được thấy ít nhất 7 nhánh của tổ chức ở các nước là Tây Ban Nha, Đức, Thụy Điển, Argentina, Nhật Bản, Myanmar và Mỹ. Tại mỗi trụ sở sẽ nuôi nhốt những con quái vật đáng sợ đã từng sinh sống trên trái đất và là những thuộc hạ trung thành của những vị thần tối cao kia. Nhiệm vụ của tổ chức quốc tế này khá đơn giản là cho những con quái vật đó đụng độ với một nhóm người đã được cẩn thận lựa chọn từ trước, để từ đó tạo ra được một câu chuyện kinh dị hấp dẫn, một câu chuyện mà nếu đáp ứng đủ những tiêu chí nhất định thì những vị thần sẽ để cho văn minh nhân loại tồn tại thêm một năm nữa. Tính đến thời điểm bắt đầu phim, đã có hai nhánh tại Buenos Aires và Stockholm thất bại trong quá trình thực hiện nghi lễ hàng năm, khiến cho áp lực của hai nhánh được cho là xuất sắc nhất thế giới tại Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng tăng lên. Vậy, những tiêu chí để một nghi lễ ở đầu thế kỷ 21, hay cụ thể là năm 2009 thành công là gì? Và tại sao những sinh viên đại học trong phim lại là những đối tượng lý tưởng? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong phần tóm tắt cốt truyện nhé! Cảnh đầu tiên khiến người xem phải hoang mang, không biết mình có đang xem đúng phim hay không. Và đây hoàn toàn là chủ ý của hai nhà đồng biên kịch của phim, khi chúng ta được đưa đến một tòa nhà nơi hai nhân viên đang phàn nàn chuyện gia đình và bàn bạc chuyện cá độ. Đây chính là nhánh của tổ chức ở Mỹ, và đây là Sitterson và Hadley, hai thành viên cao cấp của tổ chức và là những kỹ thuật viên của phòng điều hành với nhiệm vụ giám sát toàn bộ quá trình hiến tế. Cả hai đều thiếu nghiêm túc và thích đùa cợt hơn những gì chúng ta sẽ trông đợi từ những người ở vị trí của họ. Tuy nhiên, không ai có thể nghi ngờ khả năng của họ trong công việc, và đó là lý do họ được tin tưởng hơn bất cứ ai ở đây. Người xuất hiện tiếp theo là Wendy Lynn, kỹ thuật viên của bộ phận hóa học, chịu trách nhiệm cho việc thay đổi kết cấu hóa học của những đối tượng để biến họ thành những vật hiến tế hoàn hảo. Bởi lẽ, nhóm 5 người được hiến tế ở Mỹ cần phải đáp ứng được những tiêu chuẩn cụ thể về tính cách, và họ phải khớp với 5 kiểu nhân vật khuôn mẫu thường được thấy trên phim kinh dị của nước này. Đó là 1. Virgin hay trinh nữ, là một cô gái ngoan hiền và thường kém hấp dẫn hơn những cô gái khác, ở đây là Dana. 2. Whore là cô gái lẳng lơ, là người sẽ có cảnh nóng và thường là nạn nhân đầu tiên, ở đây là Jules. Để khiến Jules trở nên ngốc nghếch và ăn chơi hơn theo đúng kịch bản, Wendy Lynn đã pha thêm chất hóa học vào thuốc nhuộm tóc của Jules để tác động được lên suy nghĩ của cô. 3. Là athlete hay vận động viên, ở đây là Kurt, dù Kurt thực chất là một sinh viên ngành xã hội học với học bổng toàn phần. Đúng ra, anh phải đóng vai trò thứ tư là scholar hay học giả, một vai trò đã được dành cho Holden, người đồng đội của Kurt trong đội bóng của trường. Vai trò cuối cùng là fool hay tên hề của thanh niên chuyên cần Marty, một người mà trái với vẻ ngoài bết bát của mình lại vô cùng hiểu biết và sâu sắc. Cả nhóm bạn đang chuẩn bị đồ đạc để cùng lên đường đến một ngôi nhà trong khu rừng thuộc về anh họ Kurt, cũng là một nơi mà tổ chức đã đảm bảo rằng họ sẽ không tìm được lối thoát. Trên đường đi, họ đụng độ một người đàn ông bí hiểm ở trạm xăng cũ là Mordecai, thực chất là một nhân viên của tổ chức và có vai trò là người báo hiệu để ngăn cản những nhân vật của chúng ta đến dự bữa tiệc máu của mình. Chắc các bạn thắc mắc, tại sao tổ chức lại tự đi cài đặt một kẻ có khả năng phá vỡ chính kế hoạch của họ? Bởi lẽ, việc thanh trừng những nhân vật hiến tế cần được xuất phát từ chính những tội lỗi của họ, và việc phớt lờ những cảnh báo của Mordecai một cách tự nguyện là một trong những hành động như vậy. Mọi chuyện diễn ra theo đúng tính toán của tổ chức và cả nhóm tiếp tục di chuyển vào một khu vực mà chúng ta được thấy là được bao quanh bởi một bức tường trường lực. Những điều kỳ dị tiếp tục xảy đến khi cả nhóm đến nơi. Bức tranh chết chóc, chiếc gương một chiều, những tiếng thì thầm và kỳ lạ hơn cả là tất cả đều xử sự không giống với con người thật của mình. Theo đúng kế hoạch, cánh cửa mở ra để đưa các nhân vật xuống hầm chứa, nơi mà một cách tự nguyện, họ sẽ đánh thức một trong hàng tá những con quái vật đáng sợ đang chờ đợi dưới lòng đất. Vụ cá cược mà Sitterson và Hadley đã nói tới ở đầu phim chính là phụ thuộc vào khoảnh khắc này, khi mà mỗi năm, mỗi bộ phận của tổ chức sẽ lựa chọn con quái vật mà họ dự đoán rằng sẽ được các nhân vật đánh thức.
Để làm được điều này, các nhân vật sẽ phải tương tác với một trong hàng loạt những đồ vật khác nhau đã được tổ chức gài cẩn thận ở đây. Mỗi vật tương ứng với một nhân vật phản diện, như là những con búp bê để gọi gia đình búp bê The Dolls, sợi dây chuyền để gọi cô dâu, chiếc vỏ ốc để gọi người cá, quả cầu để gọi chúa tể địa ngục Fornicus và chiếc hộp để gọi cô gái múa ba lê dễ thương này. Cuối cùng, nhóm vô tình lựa chọn gia đình Buckner, một gia đình mà một cách thú vị đã sinh sống ở chính căn nhà này vào đầu những năm 1900. Chuyện kể lại rằng họ là những người miền quê khát máu, với sở thích là tra tấn và sát hại bất cứ vị khách nào đến thăm. Đáng sợ hơn nữa là họ có một chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ khi luôn giết hết sạch những nạn nhân của mình mỗi khi được đánh thức. Như vậy, sự thành công của nhánh Mỹ năm nay gần như đã được đảm bảo. Cách mà gia đình bệnh hoạn này được gọi là qua một cuốn nhật ký với ký tự Latin dưới căn hầm của một ngôi nhà ở vùng xa xôi, làm gợi nhớ tới phim The Evil Dead, còn được biết đến với cái tên Ma Cây, đã ám ảnh quá khứ của hàng nghìn khán giả nhỏ tuổi ở Việt Nam. Sự trỗi dậy của gia đình Buckner đem về chiến thắng cho bộ phận bảo dưỡng và thực tập sinh Ronald và sự tiếc nuối cho tất cả những bộ phận còn lại. Bước tiếp theo của kế hoạch là làm suy yếu những nhân vật chính diện và bằng cách phóng ra một chất hóa học, Sederson khiến nhóm bạn của chúng ta hành xử không còn giống với con người thật của mình và mất đi khả năng suy luận logic. Marty, nhờ thứ cần sa đặc biệt mà anh sử dụng, là người duy nhất miễn nhiễm trước chất hóa học này và là người duy nhất nhận ra sự lẳng lơ khác thường của Jules và sự bố bã khó nhận ra của Kurt. Tình huống của nhóm bạn trẻ càng trở nên vô vọng khi mà như những con rối, họ đi ngược lại hết lý trí và đưa ra những quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Người tỉnh táo duy nhất là Marty phát hiện ra thiết bị theo dõi của tổ chức trong căn nhà, nhưng cũng nhanh chóng bị một con zombie kéo đi. Cùng lúc này thì nhánh Nhật Bản, vốn có thành tích toàn thắng, đã bất ngờ thất bại trong nghi lễ của mình. Với sự thất bại của tất cả những nhánh khác, gánh nặng về sinh mạng của 7 tỷ con người giờ dồn hết lên vai của nhánh Mỹ. Kurt, Jules và Holden lên được chiếc xe RV và chuẩn bị băng qua đường hầm, lối thoát duy nhất khỏi cơn ác mộng này. Hy vọng cho họ cũng được nhen nhóm, khi mà nằm ngoài mọi kế hoạch của tổ chức thì đường hầm này chưa bị lấp lại, không rõ tại sao. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dặn, Sederson đã nhanh chóng khắc phục vấn đề. Kỳ vọng của người xem một lần nữa bị đảo ngược khi mà Kurt, ngay sau một bài phát biểu hào hùng thường thấy trong hồi cao trào của phim, đã đâm thẳng vào bức tường trường lực trong nỗ lực trốn thoát bằng xe máy và bỏ mạng. Holden cũng bị giết ngay sau đó. Nhánh Mỹ bắt đầu ăn mừng khi mà 4 tiêu chí cho một nghi lễ thành công đã được hoàn thành. Đó là cái chết của cô gái lẳng lơ, vận động viên, học giả và tên hề. Chính nữ thường là nhân vật sống sót cuối cùng và đôi khi còn giành chiến thắng. Và dựa theo mô típ này, việc sống chết của Dana không hề là bắt buộc. Tuy nhiên, bữa tiệc nhanh chóng dừng lại khi tất cả nhận ra rằng nghi lễ chưa kết thúc vì vẫn còn một người sống sót nữa, đó là Marty. Hai người sống sót cuối cùng đánh bại Matthew Buckner và vào được bên trong ngôi mộ mà gia đình Buckner đã chui ra. Tại đây, chúng ta có thể đoán được chính Marty là người đã khiến cho đường hầm không bị lấp và anh đã vô tình ngăn chặn vụ nổ khi tay máy với đống dây dợ này. Hai người tìm được thang máy đưa họ xuống sâu hơn vào lòng đất và họ tới được nơi những con quái vật trong truyền thuyết được giam cầm. Bị dồn vào thế đường cùng với những người lính săn lùng mình, cả hai liều mình nhấn nút giải thoát cho tất cả những con quái vật, dẫn tới một cuộc chiến đẫm máu với thắng lợi dễ dàng thuộc về phe quái vật. Toàn bộ nhân viên của tổ chức bị xóa sổ một cách man dợ. Hadley cuối cùng cũng hoàn thành được ước nguyện khi được gặp người cá lần đầu tiên, tuy rất tiếc không phải theo cách mà ông muốn. Dana và Marty tiếp tục di chuyển và đến được tầng thấp nhất, nơi họ chạm trán với bà giám đốc, người nhanh chóng giải thích cho họ tất cả mọi chuyện. Bà ta xúi giục Marty hy sinh để giải cứu nhân loại và suýt chút nữa thuyết phục được Dana giết bạn mình trước khi người sói và Patience Buckner xuất hiện và tham gia vào cuộc vui. Dana và Marty giờ thực sự là những người duy nhất còn sống sót, có một vài phút để chiêm nghiệm trước khi cùng đưa ra quyết định rằng nhân loại không xứng đáng được cứu rỗi. Bình minh đến, mặt đất sụp đổ và một bàn tay khổng lồ vùng lên, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. The Cabin in the Woods được đánh giá cao bởi giới phê bình, với số điểm 91% là rất cao đối với một phim kinh dị trên Rotten Tomatoes, được yêu mến bởi rất nhiều fan phim kinh dị và giành được không ít giải thưởng. Vậy đâu là bí quyết cho những thành công này? Thành công của phim trước tiên đến từ tham vọng to lớn của Drew Goddard và Joss Whedon, với Goddard là đạo diễn, Whedon là nhà sản xuất và với kịch bản được viết bởi cả hai. Phần lớn những con quái vật trong phim đều do người thật đóng, ví dụ như anh người cá đã ăn thịt Hadley. Để cảnh này sinh động được như vậy, diễn viên và vai con quái vật đã phải cùng đạo diễn Goddard tập cách trườn bò cho đến khi nhìn tự nhiên nhất. Không chỉ vậy, đoàn làm phim còn dựng những mô hình cây và đất thật để dựng cảnh cuối cùng khi cánh tay của vị thần trỗi dậy và phá hủy trái đất. Goddard giải thích rằng anh và ekip đã tự đặt ra cho mình một luật khắt khe rằng bất cứ thứ gì họ nghĩ được ra cách để làm thủ công thì họ sẽ làm thủ công. Kỹ xảo sẽ luôn chỉ là giải pháp cuối cùng và người xem chúng ta đã thực sự hưởng lợi từ quyết định này của anh. Đáng ngưỡng mộ như vậy về hình ảnh thì phim đầu tay của Goddard còn ấn tượng hơn ở phần nội dung. Cabin in the Woods là một trong những phim đầu tiên chúng ta nên nhắc tới khi nói đến sự sáng tạo, khi nó vừa thể hiện được những tinh hoa của thể loại nó theo đuổi,
vừa phản lại chính những mô típ đó để đem đến một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Việc chơi đùa với thể loại ngay trong tác phẩm đầu tiên đòi hỏi một sự liều lĩnh không hề nhỏ và niềm tin của Goddard và Whedon rằng dù thành công hay thất bại, phim vẫn sẽ tìm được một nhóm khán giả cho riêng mình đã được đền bù xứng đáng, mở đường cho những nhà làm phim khác dám đặt cược vào những ý tưởng tưởng chừng như rất điên rồ của mình. Bởi tâm huyết của họ thể hiện rõ mồn một qua những sự tri ân đầy tôn kính tới những phim kinh dị kinh điển khác như The Evil Dead, Alien, Night of the Living Dead, Hellraiser, The Black Lagoon, The Strangers hay The Shining sẽ khó mà khiến những fan của dòng phim kinh dị phải bác bỏ. Kèm theo sự tri ân đó còn là những bình luận sâu sắc, những phép ẩn dụ thông minh về chính thể loại này càng góp phần nâng cao giá trị của tác phẩm và đảm bảo cho sự trường tồn của nó theo thời gian. Vậy, những lớp ẩn dụ đó là gì? Phim là một sự mỉa mai không thể lớn hơn tới rất nhiều bộ phim thuộc thể loại kinh dị trước đó và của cả ngày hôm nay. Mọi nhân vật xuất hiện trên phim đều mang những lớp nghĩa riêng và được sử dụng để tri ân những bộ phim đi trước. Như đầu tiên là nhóm thanh niên, trong phim hay cả ngoài đời, đều là những diễn viên bị bó buộc theo một kịch bản đã được dựng sẵn. Để dù họ có những quyết định của riêng mình, những quyết định với độ thuyết phục tỷ lệ thuận với chất lượng của kịch bản, nhưng dù thuyết phục tới mấy thì họ vẫn không thể thay đổi toàn bộ những gì đã được sắp đặt và không thể trốn chạy được một cái kết cay đắng. Từ đó dễ nhìn ra rằng, những kẻ bó buộc họ vào kịch bản này, ở đây là những thành viên của tổ chức bí ẩn, là sự tượng trưng cho studio với những nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và phần còn lại của ekip. Họ tạo ra một thế giới riêng, được soạn thảo và chuẩn bị kỹ lưỡng, nơi những diễn viên có thể tha hồ làm những điều mà họ muốn nhưng vẫn trong khuôn khổ nhất định. Và không khó để nhận ra rằng những vị thần khổng lồ mà họ phải tiêu khiển, những kẻ có quyền sinh quyền sát với tác phẩm của họ hay thậm chí là với cả một nền điện ảnh, tượng trưng cho không ai khác chính là những người xem chúng ta. Bất cứ bộ phim nào được làm ra cũng đều đặt cược số mệnh của mình và việc tìm được một nhóm đối tượng sẽ thích nó. Vì đương nhiên, nếu không có được tình yêu từ phía số đông, nó khó có thể tránh được một cái chết yểu. Nỗi sợ này chính là lý do mà chúng ta nhìn thấy những ý tưởng cũ được xào lại nhiều đến như vậy và là lý do những phim này vẫn thống trị cho đến ngày hôm nay. Bởi vì tại sao phải thay đổi khi nó vẫn đem lại hiệu quả? Cần gì phải thêm những tầng ý nghĩa khi đa số vẫn hài lòng với những nhân vật một màu, cốt truyện bất hợp lý, chừng nào chúng được bù đắp bằng những hình ảnh máu me và tình dục? The Cabin in the Woods xuất sắc vì không chỉ đặt ra vấn đề mà còn trực tiếp giải quyết nó, với minh chứng là những lời ca ngợi mà nó nhận được cho đến tận ngày hôm nay vì việc dám liều lĩnh bước ra khỏi những khuôn khổ. Là những vị thần tối cao, chúng ta có thể khắt khe hơn với những bộ phim chúng ta xem, nhưng chỉ như vậy liệu có là đủ? Hay để cứu được dòng phim kinh dị, thì chúng ta đang cần một cuộc cách mạng giống như cái kết cực kỳ đáng suy ngẫm của phim. The Cabin in the Woods thực sự là một trải nghiệm điện ảnh không dễ tìm được và một video thực sự là không đủ để liệt kê hết những điều thú vị đã xảy ra trong phim. Goddard và Whedon đã đảm bảo rằng phim của họ có thể được xem lại nhiều lần mà không mất đi giá trị và trong lần tiếp theo xem nó, hãy thay bọn tớ và để ý nhiều hơn đến những tiểu tiết, cụ thể là trong hầm chứa của căn nhà, bảng cá độ của các thành viên tổ chức và cả tầng hầm nơi những con quái vật được giam giữ nhé. Có rất nhiều thứ chắc chắn các bạn không thể nhìn thấy được chỉ trong một lần xem thôi đâu. Và hãy tiếp tục comment bên dưới những bộ phim các bạn muốn chúng mình phân tích trong tương lai nhé. Như thường lệ, nếu thấy video nào hay thì đừng quên like nó. Và nếu muốn xem tiếp những video tương tự thì đừng quên đăng ký vào kênh và nhấn nút chuông thông báo nhé. Tớ là Giang, cảm ơn các bạn vì đã xem và hẹn gặp lại. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.